Ngọc Dân thân mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay em lại chia sẻ cho cả nhà mình được biết thêm về cái cây lúa nha cả nhà. Thì hiện tại em thì cũng làm lúa cũng mấy năm nay rồi. Thì em cũng rút ra một cái kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân em thôi. Thì đối với bà con nông dân thì cây lúa nó không xa lạ gì cả. Thì mình làm như thế nào mà để đạt cái năng suất hiệu quả cao và chi phí là ít nha cả nhà. Thì để đạt những được cái tiêu chí đó thì mình cần phải là phân thuốc cân đối, mà cái cây lúa này nó quan trọng nhất trong ba đợt phân, là cái đợt phân quan trọng nhất á, là cái đợt phân đón đồng nha cả nhà. Thì cái đón đồng này nó quyết định tới cái năng suất tới 70-80%. Thì mình đón đồng như thế nào để cho nó hiệu quả và chất lượng của cái hạt lúa nó đẹp. Thì ở đây em đón đồng là em tăng cường phân lên, nhưng thí dụ như ba đợt, mỗi một đợt em rải là 8 kg, hai đợt đầu là 16 kg, nhưng mà cái đợt đón đồng này là em rải tới là 10 kg hoặc 12 kg nha cả nhà. Thì em rải đạm không thôi, em không cần cali luôn, em đón đồng là không cần cali nha. Em làm mấy năm rồi, em đón đồng kiểu này là mấy năm rồi, thì cái lúa năng suất của em thì vẫn vượt trội. Gạo thì cũng đẹp, chắc chắc hạt, lúa vô chắc hạt. Đồng thì cũng to như cái nhà. Đây em quay lại. Nay thì em bơm nước nè. Chỗ em cũng hết nước cả nhà ơi. Đây. Cả nhà thấy đồng rất là to nha. Đồng to to và đều lắm nè. Đồng to và đều. Cái video em thì cũng chia sẻ sơ lược về cái cây lúa thôi nha cả nhà. Thì cả nhà mình xem và có thắc mắc gì thì hãy comment là bình luận ở bên dưới nha cả nhà. Mà cả nhà mình xem video này mà thấy hay, hãy bấm chuông đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi video mình xin tạm dừng tại đây. Thì hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo ạ.